Ngại đang làm một chuyện rất là động trời, đó là tự cắt tóc. Không có tin với tay nghề của vợ. Cảm thấy méo méo rồi đó anh. Không đeo mắt kiếm sao thấy đường anh? Cái khó nhất của người cắt tóc đó là tự cắt tóc cho mình, làm dám làm. Cẩn thận nha. Bất quá thì mua cái nón đội lên xong. Đội nón kỳ lắm á, lạ lắm á. Đúng không Cherry? Đó, Cherry cũng nói đó. Cherry nói đó, bà Hải á, cắt coi chừng xấu á. Ừ, đúng rồi. Tiếng chứ bộ ha. Nước đều chưa đó hả? Tôi có đều chưa? Không được, còn đây nè, ở đây chút xíu. Ngồi mình ở tay em. Ây da. Trời ơi. Tai nạn nghề nghiệp quá. Được Ở chưa? đây Vô nè, đây ở góc đây nhựa hơi kìa. hơi hơi ấy nè, hơi dương tóc nè. Đúng Lên không? tí Được xíu chưa? nè, lên tí xíu nè. Đi đợi xíu nha. Đây ok được không? Rồi, ok rồi. Chứ khỏi Dịu làm tí lỗ nữa. xíu nè. Dịu tí xíu đây nè. Cho nè tí xíu nè. Anh cắt hồi hết tóc á. Được rồi. Ok hết đẹp rồi, đúng không? Ok.